mối đe dọa âm lặng đối với nguồn thực phẩm của chúng ta. Tại sao chúng ta phải chống tuyến trùng gây hại dễ? Hành tinh của chúng ta đang đối mặt với một thách thức tiềm ẩn. Những sinh vật nhỏ bé, vô hình với mắt thường, đang đe dọa chính nền tảng nguồn cung cấp thực phẩm của chúng ta. Đó là tuyến trùng hại dễ. Những con giun siêu nhỏ sống ký sinh trong rễ cây trồng, gây ra thiệt hại nặng nề. Giống như những tên trộm thầm lặng trong đêm, thì chúng lấy đi chất dinh dưỡng và nước, làm suy yếu khả năng phát triển của cây trồng. Điều này dẫn đến cây bị héo úa, còi cọc và cuối cùng là giảm năng suất. Tác động đối với ngành nông nghiệp là vô cùng lớn. Hãy tưởng tượng những cánh đồng cây trồng từng xanh tốt và đầy hứa hẹn, giờ đây đang phải vật lộn để tồn tại. Hậu quả là rất nặng nề, ảnh hưởng đến sinh kế của nông dân và an ninh lương thực toàn cầu. Từ các loại cây lương thực chủ yếu như lúa mì và lúa gạo, cho đến trái cây và rau quả, không có loại cây trồng nào miễn nhiễm với mối đe dọa từ tuyến trùng hại dễ. Sự thèm ăn vô độ của chúng không có giới hạn, tác động đến cả số lượng và chất lượng thực phẩm của chúng ta. Nhưng vẫn còn hy vọng. Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu đang làm việc không mệt mỏi để chống lại những kẻ thù siêu nhỏ này. Các giải pháp mới và sáng tạo đang xuất hiện mang đến tia hy vọng trong cuộc chiến chống lại tuyến trùng hại dễ. Những giải pháp này bắt nguồn từ chính sức mạnh của tự nhiên, sẵn sàng cách mạng hóa cách chúng ta bảo vệ cây trồng và đảm bảo tương lai của mình. Những vệ sĩ nhỏ bé của tự nhiên giải phóng sức mạnh của thuốc tuyến trùng sinh học. Sâu trong lòng đất, một cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra. Các vi sinh vật có lợi, lực lượng phòng thủ tự nhiên của tự nhiên nắm giữ chìa khóa để chống lại tuyến trùng hại dễ. Những đồng minh siêu nhỏ này bao gồm vi khuẩn và nấm đang được khai thác để tạo ra một thế hệ tác nhân kiểm soát sinh học mới, được gọi là thuốc tuyến trùng sinh học. Những loại thuốc tuyến trùng sinh học này hoạt động theo nhiều cách khác nhau. Một số giải phóng độc tố nhắm mục tiêu và tiêu diệt tuyến trùng. Những loại khác phá vỡ vòng đời của chúng, ngăn chặn chúng sinh sản và lây lan. Và một số thậm chí còn xâm chiếm rễ cây, hoạt động như một hàng rào bảo vệ chống lại sự xâm nhập của tuyến trùng. Không giống như thuốc trừ sâu tổng hợp, thuốc tuyến trùng sinh học cung cấp một phương pháp tiếp cận có mục tiêu và thân thiện với môi trường. Chúng an toàn cho con người, động vật và môi trường. Điều này làm cho chúng trở thành một giải pháp lý tưởng cho nền nông nghiệp bền vững, bảo vệ cây trồng của chúng ta mà không gây hại đến sự cân bằng kinh tế của tự nhiên. Niềm hy vọng mới cho nông dân, câu chuyện thành công từ những cánh đồng. Trên toàn cầu, nông dân đang chứng kiến sức mạnh biến đổi của thuốc tuyến trùng sinh học. Ở châu Phi, nơi tuyến trùng nút rễ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh lương thực, việc sử dụng các tác nhân kiểm soát sinh học đã mang lại những kết quả đáng chú ý. Nông dân đang báo cáo về những cây trồng khỏe mạnh hơn, năng suất tăng lên và giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học. Ở châu Á, nơi sản xuất lúa gạo là rất quan trọng, thuốc tuyến trùng sinh học đang giúp bảo vệ loại cây trồng quan trọng này khỏi bị nhiễm tuyến trùng gây hại. Bằng cách kết hợp các giải pháp tự nhiên này vào thực hành canh tác của mình, nông dân đang bảo vệ sinh kế của họ và đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm ổn định cho hàng triệu người. Những câu chuyện thành công này là minh chứng cho tiềm năng của các phương pháp kiểm soát sinh học trong việc cách mạng hóa nền nông nghiệp. Bằng cách khai thác sức mạnh của tự nhiên, chúng ta có thể chống lại hiệu quả tuyến trùng hại dễ, đồng thời thúc đẩy thực hành canh tác bền vững, vượt ra ngoài thuốc trừ sâu, tầm nhìn cho nền nông nghiệp bền vững. Việc sử dụng rộng rãi thuốc trừ sâu tổng hợp đã làm dấy lên lo ngại về tác động của chúng đối với sức khỏe con người, đa dạng sinh học và môi trường. Thuốc tuyến trùng sinh học cung cấp một giải pháp thay thế bền vững, giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào các hóa chất độc hại này. Bằng cách áp dụng các phương pháp kiểm soát sinh học, chúng ta có thể hướng tới một phương pháp tiếp cận nông nghiệp cân bằng và toàn diện hơn. Điều này bao gồm việc tích hợp các biện pháp canh tác bền vững khác nhau, chẳng hạn như luân canh cây trồng, trồng cây che phủ và sử dụng phân bón hữu cơ để tạo ra một hệ thống nông nghiệp có khả năng chống chịu và năng suất cao. Việc chuyển đổi sang nền nông nghiệp bền vững không chỉ là bảo vệ môi trường của chúng ta. Đó là về việc đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài của hệ thống thực phẩm của chúng ta. Bằng cách áp dụng các biện pháp thúc đẩy sức khỏe đất, bảo tồn nước và giảm thiểu ô nhiễm,
chúng ta có thể tạo ra một tương lai thực phẩm công bằng và bền vững hơn cho tất cả mọi người. Định hình tương lai của nông nghiệp, kiểm soát sinh học và hơn thế nữa. Lĩnh vực kiểm soát sinh học đang liên tục phát triển với các nhà khoa học và nhà nghiên cứu liên tục khám phá những biên giới mới trong cuộc chiến chống lại tuyến trùng hại dễ. Ví dụ, kỹ thuật di truyền nắm giữ tiềm năng to lớn trong việc phát triển các tác nhân kiểm soát sinh học hiệu quả và nhắm mục tiêu hơn nữa. Hãy tưởng tượng một tương lai nơi cây trồng có khả năng kháng lại sự phá hoại của tuyến trùng một cách tự nhiên. Đây là lời hứa của kỹ thuật di truyền, nơi các nhà khoa học có thể sửa đổi cấu tạo di truyền của thực vật để tăng cường khả năng phòng vệ của chúng, chống lại sâu bệnh. Tương lai của nông nghiệp nằm ở việc nắm bắt sự đổi mới và hợp tác. Bằng cách kết hợp sức mạnh của tự nhiên với công nghệ tiên tiến, chúng ta có thể tạo ra một hệ thống thực phẩm vừa hiệu quả vừa bền vững. Cuộc chiến chống lại tuyến trùng hại dễ chỉ là một mảnh ghép của bức tranh, nhưng đó là một bước quan trọng hướng tới một tương lai an ninh lương thực và có khả năng phục hồi tốt hơn.